Các bạn đang nghe truyện nương tử nhà ta là kiếm thần trên kênh TV Audio CV. Chương 170, kiến thức há có thể dùng tiền bạc để cân đo đong đếm. Giữa đám đông, Tần Phong ung dung nói, các ngươi cho rằng, vật thể đứng yên thì không tồn tại lực ma sát sao? Chẳng phải như vậy sao, mọi người đồng loạt đặt câu hỏi. Tần Phong lắc lắc ngón tay, sai, sai hoàn toàn. Cái mà các ngươi nhìn thấy là đứng yên, chẳng qua là do lực ma sát và các lực khác triệt tiêu lẫn nhau tạo ra kết quả như vậy thực tế loại lực này vẫn luôn tồn tại vẫn là ví dụ lúc nãy chén rượu trên mặt đất gồ ghề rất khó đẩy là bởi vì hệ số ma sát dẫn đến nó chịu một lực ma sát rất lớn triệt tiêu lực đẩy của ngươi tuy nhiên chỉ cần lực đẩy của ngươi lớn hơn lực ma sát này thì chén rượu vẫn có thể bị đẩy ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu không mọi người như được khai sáng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy còn nguyện trai nghĩ đến tự nhiên nhiều hơn những người này nói cách khác đôi khi hình dạng bánh xe ta lựa chọn sở dĩ không thể mang vật nặng di chuyển là do lực ma sát quá lớn như vậy bánh xe vẫn chỉ có thể lựa chọn vật thể tương tự hình tròn giảm lực ma sát nhưng như vậy lại xuất hiện vấn đề ban đầu xe cộ di chuyển trên bình nguyên hoặc vùng núi tương đối mềm bánh xe dễ bị trọng lượng đè xuống, đúng vào bùn. Muốn xây dựng thành trì có thể di chuyển, các yếu tố địa hình đều phải được xem xét. Tuy nhiên, sau khi được chỉ điểm, Nguyện Lão tuy đã hiểu nguyên nhân thất bại, nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Mọi người trong thần công phòng nghe vậy, đều cúi đầu trầm tư, rơi vào mê mang. Vấn đề này cũng không phải là không có cách giải quyết. Rất lâu sau, Tần Phong chậm rãi lên tiếng mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn nguyện lão cũng ném tới ánh mắt tò mò tần phong không nói gì thêm mà làm một thí nghiệm so sánh hắn dẫn mọi người đi đến một gốc cây trồng hoa nơi đó đầy bùn đất sai người tìm hai hòn đá có trọng lượng tương đương một hòn đá có mặt dưới phẳng một hòn đá có mặt dưới nhọn đặt hai hòn đá đồng thời lên trên bùn đất hòn đá phẳng vững vàng còn hòn đá có mặt dưới nhọn từ từ chìm xuống nguyện lão cùng những người khác như có điều suy nghĩ hiện tượng vốn dĩ quen thuộc trong mắt mọi người lúc này lại trở nên có chút khác thường từ trước đến nay họ chưa từng nghĩ kỹ một số việc đương nhiên xuất hiện trong cuộc sống nguyên nhân đằng sau rốt cuộc là gì tần phong mỉm cười nói trong điều kiện trọng lượng giống nhau diện tích chịu lực càng nhỏ hiệu quả lực tạo ra càng lớn chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ tại sao đa số binh khí phần đầu đều là hình mũi nhọn mà không phải hình dạng khác. Tại sao một mặt của dao phải mài sắc bén vô cùng, mà khi cắt đồ vật, mọi người đều không dùng mặt cùng? Tại sao kim chỉ có thể dễ dàng xuyên qua vải vóc, mà lòng bàn tay lại không thể? Nhìn mọi người lúc thì trầm tư, lúc thì phấn khích, Tần Phong trịnh trọng nói, tất cả những điều này đều quy về hiệu quả tác dụng của lực, ta gọi nó là áp suất. Tiếp đó, Tần Phong lại giải thích khái niệm về áp suất trong sách giáo khoa vật lý lớp 10 mọi người trong thần công phòng nghe xong đầu tiên là sửng người sau đó cúi đầu suy nghĩ rồi bỗng nhiên sáng tỏ tiếng tán thưởng vang lên không dứt thì ra là như vậy thì ra là như vậy trước đây ta chỉ biết như vậy nhưng không biết tại sao lại như vậy hôm nay nghe tần công tử một lời được lợi rất nhiều ta đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời nếu như mặt cùng của dao cũng rèn thành hình dạng sắc bén vậy chẳng phải lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều sao cái ngươi nói chẳng phải là kiếm sao mọi người còn đang chìm đắm trong niềm vui học được kiến thức mới nguyện lão bỗng quát yên lặng ông ngẩng đầu nhìn tần phong nhớ mày nói bánh xe sẽ lúng vào bùn là bởi vì chịu trọng lượng quá lớn mà diện tích chịu lực của bánh xe quá nhỏ cho nên muốn giải quyết vấn đề này không ngoài hai hướng hoặc là giảm trọng lượng hoặc là tăng diện tích chịu lực của bánh xe suy nghĩ rất rõ ràng tần phong mỉm cười gật đầu xét đến vấn đề trượt và lật mà ngài nói kết hợp với lý thuyết ta vừa nói ta có thể cung cấp cho nguyện lão một hướng cải tiến nói xong tần phong nhặt một cành cây sau đó vẽ trên mặt đất mọi người đồng loạt vây quanh cho đến khi tần phong dừng bút một hình dạng bánh xe chưa từng thấy hiện ra trước mắt bọn họ đây đây là bánh xe gì tiếng kinh ngạc vang lên liên tục loại bánh xe này làm sao có thể di chuyển có người đưa ra nghi vấn hình vẽ trên mặt đất rõ ràng là bánh xe xích nguyện lão nhìn bánh xe xích trên mặt đất hai mắt trợn tròn trong đầu ông như nắm bắt được điều gì đó nhưng lại luôn cảm thấy thiếu sót một chút tần phong nghe tiếng nghi ngờ của mọi người xung quanh giữ nụ cười không trả lời bánh xe xích liên quan đến khá nhiều khái niệm lực học không dễ giải thích một người thợ thủ công thành thạo sau khi biết nguyên lý nên học cách tự mình suy nghĩ tần phong nói bừa đưa ra câu trả lời vạn năng. Mọi người trong thần công phòng nghe vậy, đều nheo mắt, gật đầu tán thành. Thầy chỉ dẫn đến cửa, tu hành dựa vào bản thân, đạo lý này bọn họ vẫn hiểu. Ngay cả Dương Hà đứng bên cạnh, cũng giả vờ mỉm cười, nói rất đúng. Lam Ngưng Sương tò mò, ngươi nghe hiểu lời phu quân nói sao? Đương nhiên không hiểu. Dương Hà khẽ hừ một tiếng, trực giác của các ngươi võ phu quả nhiên vẫn kém hơn một chút, Người tu luyện Bạch Quỷ đạo và Văn Thánh đạo thống đều tu luyện thần hồn. Năng lực lĩnh hội này, tự nhiên cũng không khác biệt lắm. Lam Ngưng Sương cứng họng, Trương Thiên Nam liếc nhìn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Những kiến thức này ngươi biết được như thế nào? Nguyện lão hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người ở đây. Tần Phong nhìn mọi người, mỉm cười nói, ta từng có một vị lão sư, ông ấy đã dạy ta rất nhiều kiến thức. Đây là một trong số đó. Đương nhiên, điều ta được lợi nhất chính là từ lão sư hiểu được một đạo lý. Đừng bao giờ bị những quy tắc thông thường trói buộc, phải học cách phá vỡ nó, chỉ như vậy, người mới có thể phát hiện ra thế giới mới chưa từng thấy. Đúng vậy, vị lão sư đó tên là vật lý lớp 10, nhà xuất bản giáo dục nhân dân. Nguyện lão tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Phong, ông đứng dậy, đánh giá đối phương, hỏi, còn những kiến thức nào khác? Có hy vọng, tần phong nhướng mày buộc miệng nói tự nhiên là có rất nhiều rất nhiều tại sao đồ vật lại rơi xuống đất mà không bay lên trời vị trí cá bơi trong nước tại sao luôn có chút sai lệch so với những gì chúng ta nhìn thấy ngày mưa tại sao chúng ta nhìn thấy sấm sét trước sau đó mới nghe thấy tiếng sấm nguyên lý ẩn chứa đằng sau những sự vật thường gặp này rốt cuộc là gì các ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao muốn mọi người lập tức lớn tiếng hô hào bọn họ như nhìn thấy cánh cửa của thế giới mới đang từ từ mở ra nhưng xin lỗi ta không thể nói cho các ngươi biết bởi vì lúc trước ta đã hứa với lão sư những kiến thức này không thể dễ dàng truyền ra ngoài nếu không chính là phá vỡ quy tắc vừa rồi ta giảng giải bí mật về lực ma sát và áp suất kỳ thực đã có chút vượt quá giới hạn ta không thể sai lầm lần nữa lúc nói chuyện tần phong liếc nhìn nguyện lão ông nhíu chặt mày còn những người khác trong thần công phòng sốt ruột gãi đầu gãi tai điều này giống như ở kỷ viện cô nương xinh đẹp nằm trên giường nam nhân cởi hết quần áo đang chuẩn bị lao vào nhưng cô nương lại nói đến kỳ kinh nguyệt chỉ có thể nhìn không thể chạm vào trạng thái nửa vời này ai chịu được hỏa viên hỏi tần huynh chẳng lẽ không thể thông cảm một chút sao chúng ta nguyện ý bỏ tiền Tần Phong lộ vẻ không vui, kiến thức há có thể dùng vật ngoài thân để cân đo đong đếm. Cái này. Ngay lúc mọi người đang bó tay, Nguyện Lão vẫn im lặng nãy giờ thở dài một tiếng, tối nay, ngươi mang vật liệu rèn đao tới đây. Còn nữa, những thứ mới mẻ mà ngươi nói. Tối nay, vãn bối sẽ viết ra, mang đến cùng lúc, Tần Phong kích động nói. Mọi người trong thần công phòng vô cùng kinh ngạc, Nguyện Lão vậy mà lại phá lệ, rèn cùng một loại binh khí hai lần bọn họ lại nhìn về phía tần phong sắc mặt kỳ quái tần công tử những kiến thức này chẳng phải không thể dễ dàng truyền ra ngoài sao tần phong đỏ mặt ho khan một tiếng đừng để ý những chi tiết vụn vặt này ngu mi trở về tần phủ trong sân trấn thiên nhất vẫn đang chỉ dạy đao pháp cho nhị đệ nhà họ tần nàng có thể nhìn ra thiên nhất thực sự thưởng thức tiểu tử nhà họ tần hơn nữa còn có ý định thu nhận hắn làm đồ đệ nhưng người đàn ông này không thể vượt qua được rào cản trong lòng cho nên mới đưa ra khảo nghiệm rèn đao hắn cho tiểu tử nhà họ tần một tia hy vọng nhưng chẳng phải cũng là muốn dứt bỏ ý niệm của chính mình sao ngu mi thở dài thần sắc phiền muộn nàng đã từng trải qua cái khó khăn khi yêu cầu lão già nguyện trai rèn ra một món binh khí giống hệt như vậy lúc ở phong thiên thành cho nên mặc dù đã cho tần phong gợi ý đưa tin tức, Ngu Mi vẫn không ôm quá nhiều kỳ vọng. Nếu thực sự không được, có lẽ chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nếu bị đe dọa đến tính mạng, cũng không biết lão già kia có chịu nhả ra hay không. Ngu Mi lẩm bẩm tự nói. Nhưng lão già kia cũng không yếu, không biết có thể thành công hay không. Nàng đã bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch. Chủ nhân của thần công phòng, nguyện trai, bề ngoài chỉ là một người thợ rèn, nhưng thực lực lại không hề yếu. Trong phong thiên thành thậm chí còn có người đồng đại, thực lực của nguyện trai có lẽ có thể sánh ngang với tam thập lục tinh của trảm yêu ti. Lời đồng này còn cần xem xét, nhưng ngu mi tin rằng nó không khác xa sự thật. Mặc dù nguyện trai chưa bao giờ ra tay, nhưng ngu mi đã từng có may mắn được chứng kiến ông ta vung cây bố sắt dùng để rèn. Cây bố sắt kia khi đập xuống, hổ hổ sinh phong, mỗi một búa rơi xuống, mặt đất của công xưởng đều rung chuyển có thể thấy trọng lượng của cây bố sắt kia nhất định đã đạt đến mức độ khó tin. Mà một người có thể dễ dàng vung cây bố sắt như vậy, làm sao có thể yếu được, đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, ngu mi cũng không thể đi đến bước cực đoan là uy hiếp nguyện lão gia. Không phải là sợ hãi thực lực của đối phương, dù sao nàng trong tam thập lục tinh, cho dù chưa đạt đến tốt 10, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Chủ yếu là, nguyện lão gia ngoài tính tình cố chấp ra, con người cũng không tệ, giao thiệp rộng rãi. Vì tư lợi của bản thân mà uy hiếp người như vậy, rốt cuộc khiến nàng cảm thấy ấy nấy. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, tên ngốc kia đến bao giờ mới chịu thông suốt, ngu mi lại thở dài, hy vọng tiểu tử nhà họ từng có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài tầng phủ, hắn đã trở lại. Ở cổng lớn, tần phong vẻ mặt kích động, chờ nguyện lão gia rèn xong đao khí, sau khi trải qua lễ truyền đao nhị đệ chính là đồ đệ danh chính ngôn thuận của đao cùng tiền bối rồi ta phải nói tin tức này cho đao cùng đại nhân còn có những kiến thức vật lý kia hôm nay cũng phải nhanh chóng viết ra ngay khi hắn đang nghĩ như vậy một tiếng xé gió truyền đến trước mắt lóe lên một tia sáng trắng lam ngưng sương nhìn đôi chân dài trắng nõn lộ ra nhíu mày muốn nói lại thôi nàng liếc nhìn cô gia bên cạnh may mắn là sắc mặt của hắn như thường nàng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Kết quả thế nào, Ngu Mi hỏi, giọng điệu có chút bồn chồn. nàng biết khả năng thất bại rất lớn, nhưng lại muốn tin tưởng vào tia hy vọng mong manh kia. Tần Phong cười đáp, may mắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngu Mi nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, thật sao? Ta vội vàng trở về, chính là vì muốn mang tin tức này về. Nguyện lão gia đã nói, lần sau bảo ta mang theo vật liệu rèn đao đến tìm ông ấy, ta đang định đi tìm đao cùng tiền bối. Tần Phong thành thật trả lời. Ngu mi nghe vậy, đôi mày liễu cong cong như trăng non, nàng vỗ vai đối phương nhẹ giọng nói, làm tốt lắm, sau này có gì cần, cứ tìm ta. Ừm. Tần Phong thần sắc ngạc nhiên, sau đó trong lòng thở dài, ngũ tiền bối thật sự rất không dễ dàng a. À, Lam ngưng sương trở lại hồ đình, bóng dáng trắng nõn kia đứng trên đỉnh hồ đình liễu kiếm ly nhíu mày mái tóc xanh không gió mà bay khí thế cường đại lấy nàng làm trung tâm cuồn cuộn xung quanh nhưng lại dừng lại ngay khi sắp quét ra khỏi hồ đình mặt hồ dâng lên từng đợt sóng nước cỏ cây bị nghiền nát trên đá xuất hiện những vết khắc trắng nhỏ một lúc sau mọi thứ trở lại yên tĩnh liễu kiếm ly nhón chân nhẹ nhàng đáp xuống lam ngưng sương tiến lên thần sắc có chút lo lắng tiểu thư thân thể của người liễu kiếm ly lắc đầu không sao, hôm nay sao ngươi lại về sớm như vậy, phu. Nói đến một nửa, Liễu Kiếm Ly mặt đỏ bừng, xinh đẹp như hoa đào mùa xuân, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, liền vội vàng đổi lời, hắn không đến Thính Vũ Hiên sao? Lam Ngưng Sương nghe vậy, liền kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian ra ngoài. Mỹ nhân áo trắng nghe xong, khẽ gật đầu, thì ra hai người tối qua chính là người mời hắn gia nhập Trảm Ưu Ti. Tiểu thư, cô gia gia nhập Trảm Ưu Ti tuy chỉ phụ trách chữa trị thương tích nhưng với thực lực của hắn vạn nhất bất cẩn gặp phải yêu ma quỷ quái cường đại vậy sẽ rất nguy hiểm dù sao ta cũng không hy vọng cô gia gia nhập trạm yêu ti lam ngưng sương nói ra lo lắng của mình yêu ma quỷ quái cường đại tự nhiên sẽ có người khác trong trạm yêu ti phụ trách đối phó trong trạm yêu ti cao thủ nhiều vô số kể ngay cả sư tôn của ta cũng từng nói cho dù ông ấy gia nhập trạm yêu ti xét về thực lực, có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lọc vào top 10. Hơn nữa, với sự hiểu biết của ta về sư tôn, đây hẳn là kết luận sau khi ông ấy đã đánh giá cao bản thân. Cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa, bên cạnh hắn chẳng phải còn có ngươi bảo vệ sao? Liễu Kiếm Ly suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng bổ sung một câu. Nói thì nói vậy, nhưng tiểu thư, cao thủ trong trạm ưu ti làm sao có thể luôn ở bên cạnh cô gia. Mà lần trước, tai họa xâm chiếm tấn Dương Thành, nếu không có đao cùng tiền bối và những người của ông ấy kịp thời đến, với thực lực của tôi, căn bản không bảo vệ được cô gia. Lam ngưng sương miếng môi, nắm chặt hai tay. Càng hiểu biết về thế giới này, nàng càng cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Liễu kiếm ly thấy vậy, khẽ mở môi, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào mãi cho đến vài hơi thở sau, Lam Ngưng Sương thở nhẹ ra nói, tiểu thư, giám sát việc tu luyện của ta hôm nay đi. Được, Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi đỏ mọng, sau đó chỉ thấy Lam Ngưng Sương áo xanh nhẹ nhàng lướt lên mặt hồ, yên lặng đứng đó. Liễu Kiếm Ly nhìn bóng dáng trên mặt hồ, ngẩn người. Thì ra, hắn đã gia nhập trảm yêu ti. Nghĩ đến ngày hôm đó ở Tấn Dương Thành, cùng phong mưa bão, sấm sét vang trời, kẻ thù mạnh mẽ lần lượt xuất hiện đối mặt với kẻ thù có năng lực kỳ lạ có thể nuốt chửng hư không nàng vốn định trong thời gian ngắn giải quyết hắn trở về bên cạnh tần phong bảo vệ nhưng hai bên giao chiến hồi lâu ai cũng không làm gì được đối phương hơn nữa nàng còn mơ hồ cảm thấy đối phương chưa sử dụng hết toàn lực yêu ma quỷ quái hoành hành trên đời những lĩnh vực mà nhân loại chưa dám đặt chân đến trong núi sâu trên đỉnh mây mù dưới đáy biển sâu những kẻ thù mạnh mẽ như vậy nhiều vô số kể. Thêm vào đó, bên ngoài bốn vực của đại càng, còn có ngoại tộc đang rình mò. Kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh, trong mắt thế nhân, đã là siêu nhiên. Nhưng đối với nàng, lại như chỉ là một khởi điểm mới. Muốn bảo vệ người kia, nàng còn phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể chém giết bất kỳ yêu ma quỷ quái nào trên đời. Mà ý nghĩ này, sau khi biết Tần Phong gia nhập trảm yêu ti, càng trở nên mãnh liệt tam phẩm chờ thêm một chút nữa đi một tiếng thở dài nhẹ nhàng như không thể nghe thấy biến mất trong gió nguyện lão gia tử vậy mà đồng ý rồi sao trấn thiên nhất thần tình có chút kinh ngạc hắn và đối phương cũng coi như là lão bằng hữu nên rất rõ tính tình của đối phương một khi đã lập ra quy củ thì không thể dễ dàng phá vỡ thế nhưng kết quả này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của hắn Ngươi làm thế nào mà làm được? Trấn Thiên Nhất thu liễm lại tâm tình, hỏi. Tần Phong đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một cách rõ ràng. Trấn Thiên Nhất nghe xong, xoa xoa cầm cười nói, hóa ra là vậy, lão gia tử này thích nhất là nghiên cứu những thứ kỳ dị cổ quái. Nhưng ta lại không ngờ tới, trong đầu ngươi vậy mà cũng có những kiến thức mới lạ này, có thể khiến lão gia tử cảm thấy hứng thú. Ngũ Mi bên cạnh khẽ nhếch môi, gật đầu tán thành. Tần An nghe xong, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Đại ca vì tiền đồ của hắn mà chạy đôn chạy đáo, nhiệt tình giúp đỡ, tuy rằng nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng hắn hiểu rõ, muốn nhờ vả người khác đâu phải là chuyện dễ dàng. Ta nhất định không thể phụ lòng đại ca, phải học hành cho tốt với đao cùng tiền bối, tương lai ngày sau cũng có thể che chở cho đại ca, cho Tần gia, Tần An âm thầm thề trong lòng. Vậy đao cùng tiền bối vật liệu rèn đao là do ngài tự mình mang đến cho nguyện lão, hay là do vãn bối thay mặt, Tần Phong hỏi, hắn có chút nôn nóng rồi. Dù sao thì đao cũng rèn xong sớm, chuyện thu nhận đồ đệ cũng có thể sớm xác định. Trấn Thiên Nhất cúi đầu suy nghĩ, sau đó đưa tay phải ra, chỉ thấy trong sân bỗng nhiên xuất hiện một chiếc răng nanh dài khoảng 5 trượng, rộng một trượng, hình dạng giống như ngà voi. Đây là cái gì? Tần Phong tỏ vẻ hiếu kỳ cho dù chỉ là một chiếc răng nanh bị gãy, nhưng uy thế còn sót lại trên đó, cũng khiến hắn cảm thấy có chút kinh sợ. Gần núi Hỏa Dung ở Nam Vực, từng xuất hiện một con tượng yêu, thực lực đạt đến thất chuyển kiếp lực, cao bằng nửa ngọn núi. Nó vì muốn có được sức mạnh mạnh hơn, đã nuốt chửng sinh linh, chỉ trong một đêm đã phá hủy hơn 10 thành trì, sang bằng ba ngọn núi lớn. Lúc đó, ta nhận lệnh của ti tử đại nhân, đi tiêu diệt con yêu quái này trấn thiên nhất như đang hồi tưởng lại con vật này rất khó đối phó da dày thịt bền đặc biệt là cặp ngà voi này cứng trắng vô cùng vậy mà đã làm gãy nát thanh đao trước đây của ta sau đó ta tức giận hóa xương thành đao mới tiêu diệt được con vật này sau đó ta nghĩ ngà voi của tượng yêu cứng trắng như vậy là vật liệu tuyệt vời để rèn binh khí liền mang nó đi tìm nguyện lão gia tử của thần công phòng ở kinh đô rồi sau đó thanh trảm thiên nha này mới ra đời. Trấn Thiên Nhất nói xong, nâng thanh đao dài màu bạc lên, vuốt ve thân đao. Hóa xương thành đao, là chiêu thức mà chỉ có đao ý tứ trọng tàn khí cảnh mới có thể thi triển, nhưng con tượng yêu đó vậy mà có thể làm gãy nát thanh đao của thần tướng đại nhân, thực lực của nó phải khủng khiếp đến mức nào, Tần Phong nghĩ thầm. Trấn Thiên Nhất tiếp tục nói, con tượng yêu đó tên là Kim Cương Bạch Tượng, có hai chiếc ngà voi cứng rắn vô song, một chiếc đã được dùng để chế tạo trảm thiên nha. Chiếc còn lại này, ngươi hãy mang đến cho nguyện lão gia tử, để ông ấy rèn cho nhị đệ ngươi một thanh đao. Tần Phong, nhị đệ, hắc thang đầu nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bộ phận trên cơ thể yêu thú thất chuyển kiếp lực, bất kể là thứ gì cũng đều vô giá, huống chi là chiếc ngà voi có thể chế tạo ra một trong 12 thanh binh khí vô song, Tần Phong lập tức chắp tay nói, ân tình của đao cùng tiền bối, tần gia nhất định sẽ ghi nhớ. Nhị đệ và hắc thang đầu bên cạnh, cũng bày tỏ sự kính trọng. Trấn Thiên Nhất vẫy tay, đi vào vấn đề chính, ta nghĩ các ngươi cũng biết, lễ truyền đao hoàn thành, thì chính thức là sư đồ. Nhưng ta là một trong 12 vị thần tướng của Nam Vực, không thể ở một chỗ suốt năm, mà phải đi khắp nơi, tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Sau đó Trấn Thiên Nhất quay sang nhìn nhị đệ, ban đầu ta muốn mang ngươi theo bên mình, du ngoạn Nam Vực. Để ngươi trưởng thành trong sự mài dũa sinh tử. Chỉ là, hiện tại ngươi vẫn còn quá yếu. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật, lục phẩm tụ lực võ phu 18 tuổi mà còn gọi là yếu, vậy hắn tính là cái gì, nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, yêu ma quỷ quái cần 12 vị thần tướng ra tay giải quyết, thực lực ít nhất cũng phải đạt đến lục chuyển kiếp lực. Những kẻ đó, sinh ra một số thần thông mạnh mẽ kỳ lạ, cũng là chuyện bình thường với thực lực hiện tại của nhị đệ quả thực vẫn chưa đủ xem hắn quay sang nhìn bên cạnh nhị đệ cúi đầu tay phải nắm chặt thanh đao hẹp trấn thiên nhất thấy vậy cười nói nhưng ngươi cũng đừng quá nản chí chờ khi ngươi đạt đến ngũ phẩm thần hành cảnh ta tự nhiên sẽ đến đón ngươi đi du ngoạn nam vực chỉ là đến lúc đó người nhà ngươi phải đồng ý mới được nếu không ta không thể mang ngươi đi được nói câu này Trấn Thiên Nhất liếc mắt nhìn về phía đại sảnh tầng phủ, rồi lại âm thầm thu hồi ánh mắt. Ngũ Mi nghe vậy, nhẹ giọng nói, muốn mang một người đi, nếu lý lẽ không nói được, tự nhiên còn có cách khác. Cách chắc chắn là có, chỉ là có thể không được ôn hòa lắm. Nàng âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Nghe ý này, rõ ràng là muốn dùng sức mạnh, Trấn Thiên Nhất nghe vậy, liếc nhìn Ngũ Mi một cách có ý nghĩa, thần sắc kỳ lạ. Tần Phong đương nhiên nghe ra hàm ý trong đó, trợn mắt, vội vàng nói, không đến mức, không đến mức, ta nghĩ cha mẹ chắc chắn sẽ đồng ý, tuy nói vậy, nhưng lão đại cũng từng nói, ông không cầu con cái có thể quan tông diệu tổ, chỉ cầu bình an vô sự. Theo đao cùng tiền bối du ngoạn nam vực, tiêu diệt yêu ma, nguy hiểm hơn nhiều so với việc hắn gia nhập trảm yêu ti chữa bệnh cứu người. Thôi bỏ đi, nhị đệ muốn bước vào ngũ phẩm thần hành cảnh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chờ đến lúc đó rồi nói sao?" Tần Phong thở dài trong lòng. Ở một bên khác, trong đại sảnh Tần phủ, Tần Kiến An thổi thổi tách trà đang bốc khói. Trên bề mặt tách trà, hai lá trà nổi lên rồi lại chìm xuống. Không lâu sau, lá trà còn lại cũng chìm xuống. Nhị nương bên cạnh thấy vậy, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi, "Lão gia, sao ngài không uống trà?" Tần Kiến An nghe vậy, đặt tách trà xuống, vô cớ nói một câu lá trà này rốt cuộc cũng phải chìm xuống đấy. Nhị nương mỉm cười nói, lá trà chìm xuống đấy, mới là trà ngon. Tần Kiến An hơi sửng sốt, vui mừng nói, phải rồi, lá trà chìm xuống đấy mới là trà ngon. Nói xong, ông cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Nước trà hơi nóng, hương vị đậm đà. Ngày hôm sau, Tần Phong mang theo ngà voi của Kim Cương Bạch Tượng và cuốn sách giáo khoa vật lý cấp 3 do hắn viết, đến trảm yêu ti những người của thần công phòng, khi mở cuốn sách giáo khoa vật lý ra, đều bị những học thuyết mới lạ bên trong thu hút. Hai mắt sáng rực, như nhặt được báo vật. Thậm chí không ít người phấn khích tuyên bố, có thể mượn những kiến thức bên trong, rèn ra những bảo khí khiến thế nhân phải thán phục. Tuy nhiên, lời lẽ hùng hồn này, sau khi nguyện lão gia tử giật lấy cuốn sách giáo khoa vật lý rồi cất vào trong ngực, liền nhanh chóng bị dập tắt. Nhìn vẻ mặt quốc ức của đám tiểu tử, Nguyện lão gia tử ho khang một tiếng nói, chờ ta nghiên cứu kỹ càng rồi, tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Nói xong, ông cũng không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của những người đó nữa, cúi đầu nhìn chiếc ngà voi khổng lồ màu trắng, thứ này, đã lâu rồi không gặp. Tần Phong cung kính hỏi, nguyện lão, thanh đao này rèn xong cần bao lâu? Lão giả tóc bạc suy nghĩ một lát, thở dài nói, đã muốn rèn đao lần nữa, tự nhiên phải dốc hết sức lực, nếu thanh đao rèn ra, còn không bằng Thanh Trảm Thiên Nha trước đó, thì lão phu này còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Ngươi cứ về chờ đi, chờ đến khi đao hoàn thành. Không cần ta nói, ngươi cũng sẽ biết. Tần Phong sửng sốt, sau đó vui mừng không xiết. Nói cách khác, thanh đao này của nhị đệ, so với Trảm Thiên Nha nằm trong 12 thanh binh khí vô song, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn, hơn nữa, khi đao hoàn thành, không cần phải cử người thông báo, hắn cũng có thể biết được điều đó chứng tỏ khi đao hoàn thành sẽ xuất hiện diễm lạ tần phong gật đầu hiểu rõ sau đó mang theo tâm tình phấn khích rời khỏi trảm yêu ti chuyện của nhị đệ coi như là xong rồi tiếp theo ta cũng phải nhanh chóng tu luyện những ngày tháng lặp đi lặp lại cứ thế lặng lẽ trôi qua kẻ tay sau khi thành công nhờ nguyện lão rèn đao cuộc sống của tần phong cũng trở lại như thường lệ hành y đọc sách tích lũy văn khí nếu nói có gì thay đổi thì đó là mỗi ngày đến trạm yêu ti điểm danh buổi tối lại đi tìm giai nhân xinh đẹp vun đắp tình cảm trò chuyện về cuộc sống bàn luận về lý tưởng nhưng điều khiến hắn có chút khó hiểu là không biết vì sao nương tử nhà hắn dạo này lại rất quan tâm đến tiến độ tu vi của hắn đã sang tháng giêng gió lạnh thấu xương tần phong cùng lam ngưng sương đi trên con đường đến thính vũ hiên sau khi long mạch tấn dương thành hiển hóa tốc độ tích lũy văn khí của hắn càng lúc càng nhanh, giờ đây bậc thang thứ 9 trong thần hải, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là lấp đầy. Theo ước tính của bản thân, hẳn là hôm nay sẽ nên đón khảo nghiệm vấn tâm. Đối với khảo nghiệm vấn tâm này, nội dung ghi chép trong sách quả thật khá thú vị. Mỗi văn thánh đạo giả đều có cách hiểu khác nhau về vấn tâm, nhưng đều không ngoại lệ, bất kể câu trả lời của văn thánh đạo giả là gì, đều có thể thành công bước vào bát phẩm minh tâm cảnh cứ như cái gọi là vấn tâm này chỉ là làm cho có lệ mà thôi đi trong tấn dương thành tần phong đánh giá xung quanh do sự xuất hiện của nhóm người thần công phòng tấn dương thành có thể nói là thay đổi long trời lở đất đường phố rộng rãi hơn phạm vi thành trì cũng đang mở rộng ra ngoài mười ngày trước theo một đạo bạch quan phóng lên trời kết giới hộ thành của tấn dương thành cũng được tạo ra bá tánh trong thành cả thành hoang hô dù sao việc thiết lập kết giới hộ thành, có thể khiến họ sống an tâm hơn trong thời buổi loạn lạc nguy hiểm này. Mà đối với họ, sống sót chính là chuyện trọng đại nhất. Điều đáng nói là, cũng chính vào lúc đó, Trấn Thiên Nhất và Ngũ Tiền Bối bị một tờ chiếu thư gọi đi. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, một vị thần tướng, một vị tam thập lục tinh vốn không thể nào cứ ở mãi một chỗ. Nhị đệ nhà hắn được lợi từ một vị thần tướng lâu như vậy, học tập đao đạo thần và ý, đã là kiếm lời to rồi. Hơn nữa, lúc đao cùng đại nhân rời đi, cũng không phải là không để lại gì cả. Đó là một đạo đao khí, một đạo chém vào không trung phía trên sân nhà họ tần, có thể xé rách hư không, đao khí không tiêu tan. Tường như bề mặt gương nhẵn bóng, nứt ra một khe hở, nhìn thoáng qua, rất đột ngột. Nếu nhìn chầm chầm vài lần, kỳ dị đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động ngay cả liễu kiếm ly khi nhìn thấy đạo đao khí đó cũng dừng lại rất lâu gần đây nàng có lĩnh ngộ được gì từ đao khí mà đao cùng tiền bối để lại không tần phong nghiên đầu hỏi khoảng thời gian này lam ngưng sương ngoài công việc hộ vệ hàng ngày chính là cùng liễu kiếm ly ở hồ đình học tập khống chế kinh khí còn vào lúc nửa đêm nàng sẽ đến sân nhà họ tần lặng lẽ quan sát đạo đao khí đó lam ngưng sương nghe vậy khẽ lắc đầu đao khí mà đao cùng tiền bối để lại, trong đó có rất nhiều đạo lý, khi ta lĩnh ngộ, luôn cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, lại như chưa lĩnh ngộ được gì cả. Mỹ nhân thở dài một hơi, khá là chán nản. Tần Phong an ủi, có lẽ là vì nàng nghiên cứu kiếm đạo, chứ không phải đao đạo. Không đâu, tiểu thư đã nói với ta, thần và ý của thần khí đạo có thể dung hợp quán thông, thậm chí chiêu thức đôi khi có thể nhất thông bách thông. Nghĩ đến việc ta vẫn không thể lĩnh ngộ được gì, có lẽ thật sự là thiên phú không đủ. Sao có thể chứ? Nhị đệ nhà ta cũng không lĩnh ngộ được gì từ đao khí đó, hắn thế nhưng được đao cùng tiền bối chỉ điểm rất lâu. Đao khí thần dị như vậy, tự nhiên không thể nhất cử cảm nhận. Tần Phong nói: "Cô gia, ta và hình tham lĩnh đã có thể cảm nhận được, nhị công tử cách đao ý tam trọng tâm thông minh cảnh, không còn xa nữa." Lam Ngưng Sương lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nghĩ đến lúc mới đến Tần Phủ, nàng bất kể là tu vi hay là hiểu biết về khí đạo, đều hơn nhị đệ. Nhưng trong nháy mắt, đã bị đối phương vượt qua. Tần Phong nghe vậy, há hốc mồm, một lát sau, cũng không khỏi thở dài một hơi. Quả thật, không có so sánh thì không có tổn thương. Con nhà người ta, biến thành nhị đệ nhà mình, loại chua sóc này biết tỏ cùng ai, vậy sao nàng không để tiểu thư nhà nàng dạy nàng khí đạo ý cảnh, nàng ấy thế nhưng đã bước vào kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh. Cùng tu luyện kiếm đạo, nàng ấy chỉ đạo nàng, hẳn là sẽ có ý nghĩa hơn chứ, Tần Phong đưa ra đề nghị của mình. Tuy nhiên Lam Ngưng Sương nghe vậy, cười khổ, tiểu thư từng thử chỉ đạo ta, nhưng thiên phú của tiểu thư hẳn là cô gia cũng biết. Nhìn khắp đại càng trên dưới trăm năm, đều là không ai sánh bằng. Cho nên, phương thức tu luyện của nàng ấy có lẽ không thích hợp với đại đa số mọi người tần phong nhướng mày đại khái hiểu ý đối phương giống như hắn kiếp trước hỏi học bá cùng bàn vấn đề hình học học bá chỉ vẽ một đường phụ liền đáp một câu như vậy ngươi hẳn là biết giải bài toán như thế nào rồi chứ ta biết cái rắm á thiên tài làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của người thường hừ hắn bắt đầu có chút đồng cảm với lam ngưng sương người xung quanh không phải thiên tài thì là biến thái lâu năm sống trong môi trường như vậy, tự ti cũng rất bình thường. Ồ, không đúng, còn có hắc thang đầu lót đường nữa. Tần Phong liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh, có chút đau lòng, sau đó hắn tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một quầy bán kẹo hồ lô ven đường. Liền nảy ra ý tưởng, bước nhanh đến. Ông chủ, kẹo hồ lô bán thế nào? Hai văn tiền một sâu. Chủ quầy là một người đàn ông trung niên gầy gò, làn da thô ráp, cười có chút chất phát. Mà bên cạnh ông ta, còn có một thiếu niên ngồi xổm cầm cành cây, khắc họa gì đó trên mặt đất. Tần Phong liếc nhìn, mỉm cười, hóa ra là đang luyện chữ. Đưa tám văn tiền, mua bốn sâu kẹo hồ lô. Hắn đưa một sâu cho Lam Ngưng Sương, người sau nhận lấy kẹo hồ lô, lông mày công như trăng khuyết, thật là đẹp mắt. Nhưng khi Lam Ngưng Sương đếm rõ số lượng kẹo hồ lô, lông mày khẽ nhíu lại, không biết nghĩ đến điều gì. Tần Phong nếm một quả kẹo hồ lô, tán thưởng, không tệ, thật ngọt. Người đàn ông chất phát nghe vậy, cười đáp, đều là nghề truyền lại từ tổ tiên, tự nhiên không thể kém được. Ngay lúc này, chủ quầy liếc thấy động tác của đứa con bên cạnh, nụ cười biến mất, bất mãn nói, thiết qua nhi, con đang làm loạn cái gì đấy, ta đã nói rồi, không cho con nghịch ngợm mấy thứ này. Thiếu niên nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân, hắn không cam lòng ném cành cây xuống dùng lòng bàn tay lao đi chữ viết ngoằn ngoèo trên mặt đất tần phong khó hiểu đã hắn thích viết chữ để hắn viết là được sao phải ngăn cản chủ quầy bất lực nói đọc sách viết chữ thì có tác dụng gì thời buổi này chi bằng rèn luyện thân thể ít nhất sau này gặp nguy hiểm còn có thể chạy nhanh hơn một chút nói đến đây chủ quầy lại quát thiếu niên còn không mau về nhà tìm nương con học cho kỹ cách làm kẹo hồ lô, sau này ít nhất cũng có chút kế sinh nhai. Ngày nào đó cha không còn, con cũng không đến nỗi chết đói. Thiếu niên đứng dậy, đáp một tiếng, chạy về phía bên kia đường, do chạy quá gấp, bị đá rờ, suýt nửa ngã sấp mặt. Người đàn ông trung niên chất phát thấy vậy, nghiêng người lo lắng nói, chậm một chút. Lúc này, Tần Phong mới chú ý tới, chỗ rách của chiếc quần vá đầy miếng vá của chủ quầy, bên hông lộ ra, một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, kéo kéo ống quần, che đi vết thương, đêm đó, trên đường toàn là yêu quái, may mà ta chạy nhanh, trốn vào ngõ sâu nhất, suýt nữa thì không về được. Là đêm bách quỷ dạ hành sao, Tần Phong có chút xúc động, nhẹ giọng nói, đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Chủ quầy giơ ngón tay cái lên, công tử vừa nhìn là người có học thức, câu này nói thật có trình độ hiện tại tiểu thành này thay đổi long trời lỡ đất, chẳng phải là muốn hưởng phúc sao. Ta mua hết kẹo hồ lô của ngươi. Tần Phong nói, lấy ra một sâu đồng tiền. Chủ quầy không ngừng cảm tạ, nhìn theo bóng dáng hai người Tần Phong rời đi. Gió lạnh thổi qua, ông ta rùng mình, liếc nhìn dấu vết trên mặt đất, trong mắt lộ ra chút ấy nấy. Suốt quãng đường tiếp theo, Tần Phong im lặng không nói lời nào. Lam Ngưng Sương cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của hắn, tân cần nói cô gia đừng để tâm đến lời người kia nói đọc sách tự nhiên là có ích phải biết rằng đại càng hoàng triều có thể đứng vững trên đời thiên giám quốc sư của phụng thiên thành công lao không thể phai mờ mà vị lão nhân gia kia chính là tu hành văn thánh đạo thống tần phong khẽ thở dài có bao nhiêu người đọc sách có thể đạt đến cảnh giới của thiên giám quốc sư lam ngưng sương nghẹn lời không biết nên trả lời như thế nào tần phong lại nói tu hành thần vũ và văn thánh đạo thống, đều cần tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Ngưng Sương, ta hỏi nàng, nếu như dân thường có điều kiện như vậy, để cho họ lựa chọn, họ sẽ để con cái mình đi theo con đường nào? Vậy thì tự nhiên là... Lam Ngưng Sương lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Không cần nghĩ nhiều, nhất định là thần vũ đạo thống. Ta trước đây vẫn luôn cho rằng là vấn đề đại càng trọng võ kinh văn, mới dẫn đến thô. Khụ khụ, mới dẫn đến võ phu thịnh hành trên đời mà hiếm có văn thánh đạo giả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là bản thân lúc trước quá ngây thơ. Không phải ai cũng có đủ thiên phú và tài nguyên để xung kích cao phẩm cảnh giới, mà trong điều kiện năng lực có hạn, tu hành thần vũ dường như là con đường duy nhất của người thường. Hiện tại thế đạo này, tình trạng yêu quỷ hoành hành, là lưỡi đao treo trên đầu nhiều bá tánh. Vậy thì đọc sách có thể làm gì, thi triển hoài bảo, trị lý một phương, điều này tuy là không có vấn đề nhưng chỉ nhằm vào những nhà quyền quý giàu có mà thôi hiện nay người làm quan ở các nơi lại có bao nhiêu người xuất thân hàng môn đừng nói mười dặm chọn một e rằng một 100 trăm người một ngàn người cũng chưa chắc có một người ngưng sương nàng có biết đây là vì sao không lam ngưng sương lắc đầu bởi vì đối với bá tánh bình thường mà nói không có gì quan trọng hơn việc sống sót mà muốn dựa vào đọc sách để sống tốt chắc chắn có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu học tập thần vũ đạo thống, làm một võ phu, cho dù không thể gia nhập trảm ưu ti hoặc quân đội, cũng có thể dựa vào săn bắn để sinh sống. Ít nhất, bọn họ có thể chạy nhanh hơn người thường khi gặp nguy hiểm. Lời cô gia nói, quả nhiên giống như người trung niên chất phát kia đã nói trước đó. Lam ngưng sương nghĩ như vậy. Đương nhiên ngoài ra, còn có một nguyên nhân thực tế hơn, đó chính là đọc sách vô môn tần phong thở nhẹ một hơi đọc sách vô môn lam ngưng sương không hiểu ý tứ hừ giống như thần vũ đạo thống các đại võ học tông môn thế gia nhiều vô số kể nhưng truyền thừa xuống võ học công pháp lại cực kỳ hiếm hoi nguyên nhân chính là dấu nghề mà điểm này trên người người đọc sách càng thêm rõ ràng ngưng sương nàng có từng nghĩ vì sao tập đại thành giả của văn thánh đạo giả chỉ có ở hạo văn viện của phụng thiên thành lam ngưng sương suy nghĩ một lát lại lắc đầu nàng tu hành thần vũ đạo thống làm sao có thể biết chuyện của văn thánh nhưng cẩn thận hồi tưởng lại cũng quả thật phát hiện ngoại trừ đế đô phụng thiên thành những thành trì khác cơ bản không thấy bóng dáng của văn thánh đạo thống cha mẹ từng vì ta thu thập vạn quyển sách muốn giúp ta bước vào văn thánh cửu phẩm cảnh giới nhưng đọc sách mười mấy năm lại không có chút thành quả nào nguyên nhân chính là sách vở nhìn thấy trên đời ghi chép về văn thánh đạo giả, lác đác không có mấy. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ta đã học thuộc lòng vạn quyển sách, e rằng suốt đời, cũng không thể bước vào văn thánh cửu phẩm. Thần vũ đạo thống là các đại tông môn thế gia, cất giấu võ học chiêu thức, không muốn truyền ra ngoài. Văn thánh đạo thống này, ngay cả phương pháp tu hành cũng phải tự mình mò mẫm. Mà người đọc sách trong nhà bá tánh bình thường, đọc đến cuối cùng có thể thu hoạch được gì, Đừng nói bước vào văn thánh đạo thống, e rằng bọn họ ngay cả tư cách vào triều thi triển hoài bảo cũng rất khó có được. Dù sao đại càng cũng không có chế độ khoa cử, hàng môn muốn vào triều làm quan, quả thực khó như lên trời, mà những người đọc sách may mắn bước vào văn thánh đạo giả, cũng không phải có thể ra một mảnh trời đất. Nhã An huynh từng đến phủ đã nói với ta, văn thánh đạo giả muốn bước vào cao phẩm cảnh giới, phải dựa vào quyền lợi, hoặc là vào triều làm quan hoặc là trở thành quân sư trong quân đội nhưng cơ hội như vậy đối với bá tánh bình thường mà nói không phải là thứ dễ dàng có được tần phong cười bất đắc dĩ thở ra một hơi nặng nề đây chính là đọc sách vô môn mà ta nói lam ngưng sương nghiêm túc nói lời này ta chỉ nghe cô gia nói qua nhưng nếu như vậy vì sao hoàng triều lại ngồi yên không để ý tần phong lắc đầu về điểm này hắn cũng không biết có lẽ thế đạo này Giống như các đại vương triều bốn phương chinh chiến, thời kỳ binh hoang mã loạn, dùng vũ lực bảo vệ một phương thổ địa từ tay yêu ma quỷ quái mới là chính đạo. Hoặc có lẽ, dân chúng chưa được khai sáng, thiếu đi tư tưởng của bản thân lại càng dễ quản lý, vậy thì trong thế đạo như vậy, đọc sách có thể có kết quả gì, người đọc sách lại có thể làm gì? Tần Phong rơi vào mê mang, rơi vào trầm tư. Người đọc sách leo lên đỉnh cao như thiên giám quốc sư dù sao cũng quá ít. Mà càng nhiều hơn chỉ là những người thường cầu mong có thể sống sót trong loạn thế nếu có một ngày phương pháp tu hành văn thánh phổ biến thiên hạ nếu có một ngày nơi học văn không còn chỉ có hạo văn viện của phụng thiên thành tình huống như vậy có thể thay đổi không đang nghĩ như vậy thính vũ hiên đã đến bách lý lão nhân nằm trên ghế mây liếc mắt nhìn tần phong tò mò nói sao vậy tiểu tử nhìn thần sắc của ngươi có vẻ không đúng lắm có phải chuyện lén lút đi thanh lâu bị nương tử trong nhà phát hiện rồi. Lam Ngưng Sương nghe vậy, bỗng nhiên cảnh giác, nhưng nàng cẩn thận nghĩ lại, khi ra ngoài, đều bảo vệ bên cạnh cô gia, cô gia căn bản không có cơ hội như vậy. Lão già thối tha này chỉ nói nhăn nói cuội, quả nhiên rất xấu xa. Trong mắt Lam Ngưng Sương xẹt qua một tia bất mãn. Tần Phong lại làm như không nghe thấy, tự mình bước vào thính vũ hiên. Thương Phi Lan trong lầu các nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy người đến, vừa định chào hỏi, trước mặt lại đưa tới một cây kẹo hồ lô. Sau đó là Tần Phong đang trầm tư, thông thả bước lên thư các tầng năm. Hắn làm sao vậy? Thương Phi Lan lẩm bẩm tự nói, sau đó nhìn cây kẹo hồ lô trong tay, giữa lông mày nhiều hơn một tia ý cười ngọt ngào. Thời gian thoát cái đã đến chiều tối. Theo trang sách trong tay Tần Phong khép lại, tia văn khí cuối cùng rốt cuộc đã lấp đầy bậc thang tầng chín trong thần hải, ánh sáng trắng chói mắt sáng lên, ý thức của tần phong cũng bị kéo vào trong thần hải hắn đi theo sự dẫn dắt mơ hồ kia chậm rãi leo lên bậc thang cuối cùng đứng trước một bệ đá trắng như ngọc đây chính là vấn tâm đài tần phong vẻ mặt tò mò lời nói vừa dứt trên vấn tâm đài quan văn lưu chuyển giống như mặt nước gợn sóng một bóng người hư ảo màu trắng chậm rãi hiện ra không nhìn rõ mặt mũi môi hơi hé truyền ra tiếng vang ngươi là người như thế nào đây chính là khảo nghiệm vấn tâm, Tần Phong trừng lớn hai mắt, sau đó bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Những lời nói của thánh nhân cổ đại kiếp trước từng xem qua, lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn chỉ cần tùy tiện sao chép vài câu, là có thể dựng nên một hình tượng cao lớn vĩ đại. Nhưng điều này có ý nghĩa gì, nơi này không có người khác, muốn giả vờ cũng không có đối tượng. Nói cũng lạ, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này hắn nhớ lại những chuyện sau khi xuyên việt đến thế giới này ngoại trừ tăng gdp của tấn dương thành dường như cũng chưa làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hắn nghĩ đến lý tiền bối vì bảo vệ một phương bóng lưng kiên quyết kia nhưng anh hùng không phải ai cũng có thể làm được hắn thích mỹ nữ thích hoàng bạch chi vật có đôi khi sẽ đầu óc nóng lên làm chút chuyện chính nghĩa nhưng phần lớn thời gian lựa chọn của hắn cũng không khác gì nhiều người minh triết bảo vệ bản thân hắn thản nhiên cười thì ra ta chỉ là một kẻ tham tài háo sắc có thể làm được một thân chính khí hỏi tâm không thẹn là tốt rồi bóng người hư ảo màu trắng khẽ lay động lại mở miệng hỏi ngươi cảm thấy người đọc sách nên làm gì người đọc sách nên làm gì hừ thế đạo này người đọc sách có thể làm gì nếu không phải thân thể ta thiên phú có hạn ta còn muốn bỏ văn theo võ tần phong cười khẩy văn thánh đạo giả cao phẩm chỉ tồn tại ở hạo văn viện đế đô vì tu hành nương tựa triều đình quân đội nào thấy thành trì khác có văn thánh đạo giả vì bá tánh mưu sinh lấy y thuật vấn đạo giả chữa bệnh cứu người lại bị coi là hạ thừa ai quy định chẳng lẽ chỉ có người nương tựa quyền lợi trong triều mới có thể tu hành văn thánh đạo thống khắp nơi đều là võ phu chạy đi cứu dân chúng khỏi nguy nan những người đọc sách cao cao tại thượng trong hạo văn viện kia có bao nhiêu bá tánh từng gặp qua bóng dáng của bọn họ nhận được ân huệ của bọn họ hắn nghĩ đến hành vi chủ quán ngăn cản thiếu niên lan viết chữ một câu đọc sách viết chữ lại có tác dụng gì chấn động lòng người người đọc sách chân chính không phải như vậy tần phong chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn không nói không thoải mái vì trời đất lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì thánh hiền trước nối nghiệp vì muôn đời sau mở thái bình đây mới là chuyện người đọc sách nên làm Lời này vừa ra, vấn tâm đài chấn động, trong thần hải, văn khí màu trắng giống như biển mây cuồn cuộn. Thì ra là vậy. Bóng người hư ảo màu trắng cười nói. Dung mạo bóng người dần dần rõ ràng. Tần Phong nhìn rõ, vẻ mặt kinh ngạc, dung mạo bóng người màu trắng này lại giống hệt hắn, mà theo một đạo thanh khí rót vào thiên linh cái, Tần Phong rốt cuộc đã bước vào minh tâm cảnh bát phẩm. Cùng lúc đó, thính vũ hiên không ngừng chấn động, văn khí trong sách vở trên giá sách, cuồn cuộn mãnh liệt. Bách Lý Lão Nhân trên ghế mây cảm nhận được động tĩnh, tay phải ấn xuống, thính Vũ Hiên trở lại yên tĩnh. Ông nằm trên ghế mây, lắc lư, trong mắt vừa có cảm khái, vừa có an ủi. Ý thức rời khỏi thần hải, Tần Phong thở ra một hơi. Chính tầng bậc thang đã biến mất, chỉ còn lại vấn tâm đài. Những lời hắn vừa nói, như được khắc vào bia đá trên vấn tâm đài hình bóng giống hệt hắn mỉm cười nói đừng quên những lời ngươi đã nói hôm nay giọng nói vừa dứt hư ảnh liền hóa thành làn khói trắng chui vào vấn tâm đài tần phong thậm chí còn có một suy đoán hư ảnh đó có lẽ chính là phản chiếu nội tâm của hắn nhìn lại bản thân văn khí trong cơ thể rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều hiện tại ta cảm thấy đầu óc mình vô cùng minh mẫn đầu ngón tay bạch tất hội tụ tiếp đó là hạo thiên kính hiển hiện hiệu quả của hai môn văn kỹ này thi triển ra, rõ ràng mạnh hơn không ít so với lúc cử phẩm. Đặc biệt là bạch tất văn kỹ, dưới sự thúc giục toàn lực văn khí của hắn, cây kim màu trắng kia đã không thể coi là kim nữa, mà giống như một thanh đoạn kiếm dài khoảng một thước. Tần phong sờ cầm, nhìn bạch tất văn kỹ rất hài lòng, đột nhiên hắn như phát hiện ra điều gì, thở dài một tiếng, đáng tiếc vẫn còn quá mảnh. Người bước vào văn thánh bát phẩm rồi sao, giọng nói thanh thúy vang lên bên tai, ngữ khí mang theo sự vui mừng và kích động không hề che giấu. Tần Phong tìm kiếm theo tiếng nói, thương cô nương không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn, đôi mắt màu xanh nhạt mê hoặc lòng người, nhìn hắn chầm chầm không chớp mắt. Khăn vuông màu đen che đi dung nhan xinh đẹp, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ yểu điệu thước tha của thương cô nương. Nếu như vén khăn vuông lên, sẽ là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như thế nào, suy nghĩ chỉ trong chốc lát, Tần phong hiếp mắt, tiếp đó lộ ra vẻ mặt kích động, ta rốt cuộc đã bước vào bác phẩm minh tâm cảnh rồi. Tiếp đó hắn gian rộng vòng tay, dường như muốn ôm lấy nàng, bày tỏ niềm vui sướng. Nhưng đáng tiếc là, thương phi la nhìn thấy động tác này, vành tay trắng nõn nhanh chóng nhún một màu hồng phấn, sau đó theo bản năng lùi lại một bước. Nàng có chút cảnh giác, không được tự nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Thất bại rồi sao? Chật! Tần phong quay đầu lắc lưỡi, sau đó quay đầu lại giả vờ ấy nấy nói, xin lỗi, vừa mới bước vào bác phẩm minh tâm cảnh, nhất thời quá kích động. Lần sau chú ý một chút. Thương Phi Lan thản nhiên đáp, sau đó xoay người, trong mắt lại thoáng qua một tia hối hận và tiếc nuối. Hai người tùy ý trò chuyện, chậm rãi đi xuống bậc thang. Sắp ra khỏi thính Vũ Hiên, Thương Phi Lan đột nhiên nói, kẹo hồ lô rất ngon, rất ngọt. Trên thực tế, nàng chỉ ăn một viên, số còn lại cũng giống như kẹo đường trước đó được cất giữ cẩn thận nhưng bí mật này nàng sẽ không nói ra tần phong cười nói nếu ngươi thích ăn lần sau ta lại mang cho ngươi được giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo chút vui mừng bạch lý lão nhân liếc nhìn hai người đi ra nói ồ bước vào văn thánh bác phẩm rồi tạm được ít nhất cũng có thể khiến người ta nhìn bằng con mắt khác tần phong nghe vậy gân xanh trên trán giật giật, nắm chặt hai tay. Niềm vui sướng khi cảnh giới được nâng cao, sự thoải mái khi trò chuyện với thương cô nương, trong nháy mắt tan biến hết. Lão già thối tha này, miệng thật sự rất hôi. Nói thế nào? Đã bước vào văn thánh bác phẩm rồi, có phải nên bái ta làm sư phụ rồi không? Hay, gần đây eo lưng đau nhất, thân thể một ngày không bằng một ngày, quả thật nên tìm một đứa đồ để hiếu thuận để chia sẻ gánh nặng cho ta lão nhân vừa xoa bóp vai, vừa nói. Bái sư. Cốt lắm, lão già thối tha này ngày thường chế nhạo ta cũng coi như xong, vậy mà còn nhớ chuyện này, muốn chiếm tiện nghi của ta, tần phong nhếch mép, cười gượng gạo, vãn bối là một khúc gỗ mục nát, còn cần trải qua thế tục mài dũa, tạm thời không làm phiền tiền bối điêu khắc. Đợi ngày nào đó có chút trưởng thành, sẽ đến bái ngài làm sư phụ. Bạch Lý Lão Nhân nghe vậy, móc móc tai, thổi bay bụi bẩn trên đó, ta cũng đâu có nói muốn điêu khắc ngươi. Tần phong trừng lớn hai mắt. Lão già thối tha này lộ rõ giả tâm, vậy mà không thèm che giấu, muốn bóc lột sức lao động miễn phí, ta nhổ, tần phong thậm chí còn lười để ý, hừ lạnh một tiếng, muốn xoay người rời đi. Nhưng lúc này, thương phi lan bên cạnh lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Lam Ngưng Sương, đưa tay nắm lấy tay áo của hắn, ánh mắt liếc về phía lão già thối tha kia. Tần phong thấy vậy, vẻ mặt nghi hoặc thương cô nương đây là ý gì bái sư hai chữ nhẹ nhàng từ dưới khăn vuông màu đen truyền ra thương phi lan liên tục dùng ánh mắt ra hiệu dáng vẻ dường như không muốn hắn bỏ lỡ cơ hội này thương cô nương chuyện này tần phong lộ vẻ do dự cho dù là đề nghị của mỹ nhân cũng khiến hắn có chút kháng cự trong lòng quay đầu nhìn lão già nằm trên ghế mây vẫn còn đang móc tai vui vẻ vô cùng dường như căn bản không để ý bọn họ đang nói gì nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thích này bái đối phương làm sư phụ chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sở sao tuy nhiên người kiêu ngạo như thương cô nương lại muốn ta bái lão già thối tha này làm sư phụ lão già này rốt cuộc là người như thế nào tần phong từng có rất nhiều suy đoán về lão già này nhưng hắn thật sự rất khó liên tưởng người trước mắt này với những cao nhân hư vô mờ mịt kia lão già này có thể canh giữ bảo khí như thính vũ hiên thân phận phía sau chắc chắn cũng không đơn giản nhưng cũng rất có khả năng hắn chỉ là người gác cổng cho đại lão bái sư là chuyện cả đời không thể qua loa nhất định phải suy nghĩ kỹ càng về phần thương cô nương chỉ có thể tạm thời để nàng thất vọng rồi tần phong muốn hiểu rõ lợi hại trong đó liền muốn tìm cớ lãng tránh chuyện bái sư nhưng đúng lúc này hắn liếc nhìn bàn tay phải đang móc tai của lão già, đột nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Trên đầu ngón tay phải của lão già kia, vậy mà lại có một đám sương mù màu trắng đang trôi nổi, mà đám sương mù này, chỉ trong nháy mắt, đã bị lão già thổi tan, là tiên pháp, sương lý kháng hoa, tần phong nuốt nước miếng, trong lòng kinh hãi không gì sánh bằng. Lão già thối tha này trước đó đang lừa ta, đại lão thần bí thi triển tiên pháp chính là hắn. Đáng ghét, vậy mà lại lừa gạt một thư sinh thuần lương, lương tâm không đau sao. Nhưng dù sao đi nữa, cái đùi này, phải ôm chặt lấy, tần phong liếc nhìn bát rượu trên mặt đất bên cạnh ghế mây, không có gì, bên trong còn nửa bát rượu. Tiếp đó hắn thừa dịp bát rượu không chú ý, chân phải tiến lên đá một cái. Theo một tiếng vang nhỏ, bát rượu lật úp, rượu đổ ra ngoài. Hắn giả vờ ấy nấy nói, ta vậy mà không chú ý tới nơi này còn có bát rượu, sư phụ đừng đau lòng, Đồ nhi còn cất giấu một ít rượu ngon, ta rót cho ngài. Vừa nói, tiên nhân túy đã được lấy ra từ trong giới chỉ. Không mất nhiều thời gian, bát rượu đã đầy, Tần Phong hai tay dâng lên. Hành động này khiến Lam Ngưng Sương bên cạnh mở to đôi mắt đẹp. Thương Phi Lan cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Với thực lực của các nàng, làm sao có thể không nhìn ra động tác nhỏ của Tần Phong, hơn nữa, trước đó còn không muốn bái sư sau đó lại tự xưng là đồ nhi cô gia lam ngưng sương không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi lão già trên ghế mây nhận lấy bát rượu nhìn tần phong cười như không cười cái dáng vẻ vô sĩ của ngươi ngược lại rất hợp khẩu vị của ta tần phong nghe vậy ho khang một tiếng sắc mặt hơi đỏ lên sư phụ quá khen lão già đột nhiên cảm khái kẻ ngu xuẩn vào triều làm quan đấu không lại gian thần đầy triều người quá chính trực dẫn binh đánh giặc thường xuyên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan có lẽ chỉ có thư sinh như ngươi mới có thể mở ra một cuộc diện mới hả tần phong sắc mặt cứng đờ đây là đang nói hắn gian xảo sao quen biết thì quen biết ngươi nói như vậy ta vẫn sẽ kiện ngươi tội phỉ bán. tiếp đó hắn cười đáp sư phụ nói đúng hay tuổi già rồi nghĩ đến những điều này chỉ cảm thấy mệt mỏi nói đến sao vai lại đau rồi tần phong vội vàng tiến lên đồ nhi xoa bóp cho ngài lão già híp mắt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ cũng coi như có chút nhãn lực hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm treo một phần trăng khuyết lấp lánh sao trời vạn dặm không mây sắp đổi thay rồi đổi thay tần phong ba người tò mò cũng ngẩng đầu nhìn lên không nhìn ra chút manh mối nào nam vực đại càng núi chương ngô cùng với một tiếng kêu thê lương một luồng ánh sáng rực lửa phóng thẳng lên trời, như muốn xé toạc màn đêm. Đó là một con chim lửa hình dạng giống hạt, chỉ có một chân, trên bộ lông màu xanh lam có những đốm đỏ, mỏ màu trắng. Lúc này trên người nó, một vết cào cấu xé lòng, máu xanh lam rơi xuống, hóa thành lửa dữ dội giữa không trung. Nó bay lượn trên không trung, hướng về phía ngọn núi tức giận kêu gào. Cánh vỗ, lửa thiêu đốt, không gian như xoáy nước vặn vẹo gầm, trong rừng núi, lại truyền đến một tiếng gầm rú. Có một con mảnh thú đứng sừng sững trên đỉnh núi, hình dạng như báo đỏ, năm đuôi một sừng. Móng vuốt phải vỗ mạnh vào tảng đá. Cùng với một tiếng nổ vang trời, núi lở, mảnh thú nhảy lên không trung, lao về phía chim lửa. Nhưng bị con chim lửa vỗ cánh một cái, dễ dàng né tránh. Nhưng ngay lúc này, một tia sáng vàng xé toạc bầu trời, lại trực tiếp bắn hạ đầu lâu của chim lửa, xác chết rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, lửa bốc cháy dữ dội, trong chớp mắt lan ra trăm dặm núi non, cây cối hóa thành tro bụi, tro tàn như tuyết rơi xuống. Sự oán hận của chim lửa trước khi chết, hóa thành tiếng kêu bi thương, vang vọng trong biển lửa. Mảnh thú thấy vậy, lao về phía đầu lâu của chim lửa. Nhưng khi nó cách đầu lâu chỉ còn một khoảng cách ngắn, trong biển lửa lại có vô số sợi xích ánh sáng vàng lao ra, trói chặt nó đầu lâu của chim lửa cứ như vậy rơi vào biển lửa mảnh thú phát ra tiếng gầm rú rung trời liều mạng vặn vẹo thân thể sợi xích ánh sáng vàng phát ra âm thanh chói tai vết nứt nhanh chóng lan rộng một giọng nói đột nhiên vang lên nhanh đi lấy đầu lâu của bích phương sợi xích này không thể trói được bao lâu vài bóng đen lao về phía nơi đầu lâu rơi xuống tuy nhiên khi bọn họ đến nơi tìm kiếm khắp nơi ngoại trừ ngọn lửa thiêu đốt dữ dội làm sao có thể nhìn thấy thứ gì khác đầu lâu của Bích Phương đâu? Một người đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nhìn về phía một dấu vết trên mặt đất. Có người đã đến đây. Đó là hai dấu chân dày nặng. Chủ nhân của dấu chân rõ ràng đang cổng vật nặng. Mà phía sau dấu chân là vết lõm hình chữ nhật, không biết là do vật gì để lại. Các ngươi thấy thế nào? Người đến cổng vật nặng, sở hữu bảo khí có thể chứa đầu lâu của Bích Phương đáp án rất rõ ràng không phải sao là quan trũng mộ gia đầu lâu của bích phương vô cùng quan trọng hắn cổng vật nặng chạy không xa đuổi theo mười dặm bên ngoài một bóng người áo đen cổng quan tài nặng nề chạy nhanh trong biển lửa mà phía sau hắn trên không trung vài bóng người đã phá gió mà đến lần này chết chắc rồi ta đã biết không nên đánh cực với nguyện lão nhiệm vụ này chẳng phải là muốn mạng của ta sao dưới áo đen truyền ra tiếng quán trách của một nam tử vừa dứt lời một người trong số những kẻ truy đuổi đột nhiên ra tay chiếc quan tài đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống người áo đen cổng quan tài cảm nhận được nguy hiểm vội vàng vỗ vào quan tài phía sau trên bề mặt quan tài đen kịt ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển một bóng trắng nước khổng lồ hiển hiện cản chiếc quan tài đen trong chốc lát nam tử nhân cơ hội này tránh được sát khí của chiếc quan tài đen tuy nhiên Sóng gió chưa kịp lắng xuống, sóng gió khác lại nổi lên, những kẻ truy sát còn lại đồng thời ra tay, công kích khí thế mạnh mẽ ập đến, đã không thể tránh né. Ngay lúc nguy cấp này, thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc. Hư không như mặt nước gợn sóng, một con bạch lộc bảy màu sừng, bao phủ bởi khí tức thần thánh, chậm rãi bước ra. Nó liếc nhìn vài người trên không trung, lại cúi đầu nhìn nam tử áo đen cổng quan tài. Mặc dù không mở miệng, nhưng giọng nói lại trực tiếp truyền vào trong đầu nam tử bích phương trước khi chết oán niệm ngập trời độc tố của tro tàn sẽ lan tràn khắp đất khiến sinh linh lầm than cho dù là trấn hồn quang của mộ gia ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa đầu lâu của nó hóa giải oán khí đi về phía nam đến tấn dương thành ở phía nam nơi đó có người có thể chữa trị độc tố lửa che chắn oán niệm của bích phương ta sẽ che giấu khí tức cho ngươi ba ngày nhớ kỹ phải nhanh đầu lâu của bích phương không thể rơi vào tay người khác nam tử áo đen vẻ mặt kinh ngạc cứng đờ gật đầu sau đó thân thể bị ánh sáng trắng thánh khiết bao phủ biến mất tại chỗ bạch lộc nhìn biển lửa lan rộng trong đó không biết đã chết bao nhiêu sinh linh nó lộ ra vẻ bi thương lần nữa bước vào hư không thời gian một lần nữa bắt đầu trôi chảy ầm công kích mạnh mẽ rơi xuống nhưng không còn thấy bóng dáng người cổng quan tài nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Thủ đoạn này. Trước tiên hãy quay về báo cáo. Ba ngày sau. Tần Phong ngồi trong phòng, đánh giá ngũ lôi quán tưởng đồ trong tay. Mấy ngày trước hắn đã bước vào cảnh giới văn thánh bát phẩm, tự nhiên phải bắt tay chuẩn bị tiến vào thất phẩm chính khí cảnh. Cái gọi là thất phẩm chính khí cảnh là để văn khí du tẩu khắp người, không ngừng ngưng tụ, hóa thành chính khí sau khi bước vào, có thể làm được bách độc bất xâm. Tần Phong vuốt cầm, nhìn ngũ lôi quán tưởng đồ chìm vào trầm tư. Mặc dù trong sách có nhắc đến, văn thánh đạo giả sau khi có quán tưởng đồ, có thể dung hợp quán tưởng đồ vào thần hải, sau đó thần thức ngồi ngay ngắn trên vấn tâm đài, trong thời gian ngắn hóa văn khí thành chính khí. Nhưng cụ thể thao tác như thế nào lại không giải thích. Ta đã nhìn chầm chầm vào ngũ lôi quán tưởng đồ này ba ngày rồi, nhưng lại không xuất hiện cảm giác thân lâm kỳ cảnh đó nữa rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tần phong trăm mối nghi ngờ vạn phần phiền não rõ ràng lần đầu tiên mở quán tưởng đồ này ra cũng không phải như vậy hắn nhớ tới lời nhã an huynh đã nói nếu quán tưởng đồ không phù hợp với tâm tính của văn thánh đạo giả vậy thì cho dù có quán tưởng đồ cũng không thể sử dụng chẳng lẽ là bởi vì ngủ lôi quán tưởng đồ không thích hợp với ta nói ra cũng trách lão già kia. Ta hỏi hắn vấn đề này ba ngày, mỗi lần đều lấy lý do thời điểm chưa tới để thoái thác ta. mấy ngày nay ta bưng trà rót nước cho hắn, xoa bóp vai đấm lưng, làm đủ mọi việc nặng nhọc, nhưng lại không nhận được chút lợi ích nào. Thua thiệt lớn. Tần Phong không ngừng thở dài. Đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng gọi kinh hỉ của Thanh Nhi. A, à, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi. Tần Phong nhướng mày. Tất ngủ lôi quán tưởng đồ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra. Không có cách nào, đứa trẻ phương nam, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tuyết rơi. Huống chi, đây vẫn là trận tuyết đầu tiên hắn gặp phải sau khi đến thế giới này. Chỉ là không biết, trận tuyết này, có phải đến muộn hơn so với trước kia hay không? Trong hành lang, ngoài thanh nhi ra, còn có không ít hạ nhân nha hoàng ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi xuống. Tần Phong cũng nhìn lên bầu trời, đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Bông tuyết này không trắng tinh như trong ấn tượng của hắn, ngược lại xám xịt, nhìn không rõ ràng. Không nên như vậy, thời đại này làm sao có thể có ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, khiến tuyết đều bị nhuộm thành màu xám, Tần Phong tò mò, đưa tay đón một bông tuyết. Nơi bông tuyết rơi xuống, không có cảm giác lạnh lẽo như dự đoán, ngược lại mang theo một tia hơi ấm. Đây không phải là tuyết, Tần Phong trừng lớn hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng bông tuyết lập tức bay đi hóa thành bụi đây là tro tàn tro tàn như tuyết ngay khi hắn kinh ngạc bên tai truyền đến tiếng động liên tiếp liếc mắt nhìn sang chỉ thấy hạ nhân nha hoàn chạm vào tro tuyết lần lượt ngã xuống đất những người khác vẻ mặt kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì tuyết này có vấn đề tần phong trong nháy mắt hiểu ra lập tức quát lớn đừng ai chạm vào tuyết này đại thiếu gia Thanh Nhi vẻ mặt lo lắng hỏi, họ vừa rồi còn khỏe mạnh, sao đột nhiên ngã xuống thế này? Tần Phong vội vàng kiểm tra tình trạng của mấy người. Hơi thở gấp cáp, cơ thể nóng rang, da dẻ ửng đỏ, giống như nhiễm phải bệnh nhiệt. Nhưng triệu chứng của bệnh nhiệt, sao có thể phát tác nhanh như vậy, tuyết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Phong cao mày, lập tức ra lệnh, Thanh Nhi, còn có mấy người các ngươi, mau xuống dưới, nói cho tất cả mọi người trong phủ, ngàn vạn lần đừng chạm vào tuyết này ngoài ra đem tất cả những người ngất xỉu trong phủ đều chuyển đến đại sảnh vâng đại thiếu gia mọi người đồng thanh đáp lại tần phong dường như lại nghĩ đến điều gì nhắc nhở nhớ kỹ khi di chuyển những người này đừng dùng tay tiếp xúc trực tiếp tốt nhất là bọc một lớp vải hiểu chưa hiểu rồi tần phong nhìn bóng lưng mọi người vội vã rời đi lại nhìn ngón tay của mình lộ ra vẻ nghi hoặc ta rõ ràng cũng chạm vào thứ này tại sao không sao chẳng lẽ cho tuyết này giống như bạch vụ của tiên pháp chỉ có tác dụng với người thường do không xác định được nguồn gốc của tuyết này tần phong cũng không dám tùy tiện đưa tay ra tự mình kiểm chứng hắn liếc mắt nhìn bầu trời cho tuyết như lông ngỗng bay xuống không bao lâu toàn bộ tấn dương thành đều được bao phủ bởi một lớp tro bụi lần này không biết lại có bao nhiêu bá tánh phải chịu khổ tần phong nhíu mày thở dài một hơi lão gia việc này phải làm sao đây trong đại sảnh nhị nương nhìn đầy đất hạ nhân vẻ mặt thống khổ lo lắng vạn phần lão gia thấy vậy an ủi phu nhân đừng vội nàng quên rồi sao phong nhi nhà chúng ta tinh thông y thuật nó ngay cả kinh mạch tổn thương cũng có thể chữa khỏi huống chi là bệnh nhiệt này đúng 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 ta suýt nữa quên mất chuyện này nhưng phong nhi đâu nhị nương nhìn ra ngoài sảnh, lại như nghĩ đến điều gì, lo lắng nói, phong nhi nó, hẳn là cũng không nhiễm phải chứng bệnh này chứ. Hắc thang đầu nghe vậy, lập tức nói, ta đi tìm cô gia. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào đại sảnh, không cần, ta đến rồi. Đại ca, nhị đệ quay đầu nhìn ra ngoài sảnh, kích động gọi một tiếng. Nhị nương nhìn thấy người đến, vỗ vỗ ngực, thở vào nhẹ nhõm, may mà Phong Nhi không sao. Tần Phong bước vào sảnh, gật đầu với người nhà, sau đó hắn quét mắt nhìn mọi người trên mặt đất, cẩn thận đếm, đủ 12 người. May mà, ít hơn so với dự đoán. Hắn thở vào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống, triển khai dị năng song đồng, bắt đầu kiểm tra cơ thể mọi người. Nhịp tim tăng nhanh, mạch tượng hỗn loạn, hững. Đạo hồng khí lưu chuyển trong cơ thể này là vật gì, chẳng lẽ bệnh nhiệt là do nó mà ra, không được, nhiệt độ cơ thể của họ hiện tại quá cao, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ bị thiêu hủy. Tần phong sắc mặt khó coi, ra lệnh, mau đi lấy ít khối băng và khăn mặt đến đây, trước tiên trường lạnh cho họ hạ nhiệt độ. Chú ý không được tiếp xúc trực tiếp về mặt cơ thể, hiện tại bệnh nhiệt này có lây nhiễm hay không còn chưa rõ ràng, cẩn thận một chút. Vâng, một đám hạ nhân nghe vậy, nhanh chóng hành động. Cùng lúc đó, Tần Phong hỏi, nhị đệ, hắc thang đầu, hai người các ngươi ở trong sân quan sát đao khí, lúc tu hành, có chạm vào tro tuyết kia không? Nhị đệ lắc đầu đáp, tro tuyết kia khi sắp rơi xuống sân, đều bị đao khí còn sót lại của sư phụ chấn tán, căn bản không rơi xuống sân. Sư phụ mà nhị đệ nhắc đến tất nhiên là đao cùng trấn thiên nhất, tuy rằng nguyện lão gia vẫn chưa rèn xong đao khí, nhưng danh hiệu sư đồ của đao cùng và nhị đệ, chắc chắn là đã được ấn định rồi. Tần Phong nghe vậy, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Bởi vì hai người không tiếp xúc với tro tuyết, cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán tuyết quỷ dị này có ảnh hưởng đến võ phu hay không. Đột nhiên, Tần Phong trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn rốt cục đã tìm thấy nguồn gốc của hồng khí quỷ dị trong cơ thể những người này. Đó là trên bề mặt da, một vết tích màu đỏ nhạt, hình dạng giống như bỏng, vết tích kỳ quái này, nhất định là do những người này chạm vào tro tuyết mà ra chỉ cần chạm vào sẽ bị lây nhiễm triệu chứng xuất hiện cực kỳ nhanh điều này không giống một loại bệnh tật ngược lại càng giống một loại độc dưới sông đồng của tần phong nhìn theo vết tích đi sâu vào loại độc này đã xuyên qua da đi sâu vào huyết nhục xương cốt hồng khí không ngừng tuôn trào quét qua cơ thể những người bị nhiễm khiến họ đau đớn không chịu nổi xem ra muốn cứu chữa những người này phải thanh trừ loại độc này ra khỏi cơ thể nhưng cụ thể phải làm như thế nào, Tần Phong cau mày trầm ngâm. Trước đây những chứng bệnh mà hắn gặp phải, trong những y thư mà hắn đọc qua, đều có dấu vết để lần theo. Nhưng cho tuyết quỷ dị này, mang đến hỏa độc nhiệt tật. Trong sách căn bản không đề cập đến trường hợp tương tự, hoặc là chú thích. Nói cách khác, hắn phải tự mình mò mẫm, phương pháp xử lý độc đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là hiểu rõ dược tính của nó, phối chế ra một loại giải dược khác, trung hòa nó. Loại khác, chính là nghĩ cách bước độc ra khỏi cơ thể. Nhưng độc này là do tro tuyết mang đến, không phải là độc của thảo một thú trùng, nếu không tìm được nguồn gốc của tro tuyết, làm sao có thể giải ra dược tính trong đó, còn về phương pháp thứ hai. Ngay lúc Tần Phong đang khổ sở suy nghĩ, trên không tầng Phủ, một đạo khí thế cường đại, chấn tán tro tuyết sắp rơi xuống. Liễu kiếm ly một thân bạch y, một tay nắm lam ngưng sương rơi xuống ngoài đại sảnh, ngưng sương, có chút không ổn. Liễu kiếm ly lo lắng nói. Tần phong nghe vậy nhìn về phía lam ngưng sương, chỉ thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, vẻ mặt thống khổ. Hắn vội vàng tiến lên xem xét, sau đó sắc mặt trầm xuống, giống với triệu chứng của những người khác. Vén tay áo của lam ngưng sương lên, trên cánh tay ngọc trắng nõn, những vết tích màu đỏ nhạt khiến người ta kinh hãi. Sao lại nhiều như vậy? Tần Phong kinh ngạc nói phụng thiên thành rất ít khi tuyết rơi mà bên ngoài quần sơn của vạn kiếm tông có kiếm trận bao quanh bốn mùa như thường ngưng sương khó có dịp nhìn thấy tuyết rơi không khỏi kích động một chút cái này kiếp trước của ngưng sương nhất định là cô gái phương nam xinh đẹp tần phong trong lòng cảm khái một câu đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia sáng chờ đã người thường sẽ nhiễm độc này võ phu cũng sẽ nhiễm độc này nói cách khác Độc này không phân biệt người thường và người tu hành. Nhưng ta chạm vào tro tuyết, tại sao lại không có việc gì? Tần Phong đứng dậy, hai mắt sáng lên, sự khác biệt lớn nhất giữa ta và bọn họ chính là tu hành văn thánh đạo thống, trong cơ thể có văn khí. Chẳng lẽ, độc này không thể xâm nhập văn khí? Hơn nữa, văn khí là khắc tinh của nó. Sau khi có suy đoán này, hắn nóng lòng muốn kiểm chứng. Nhưng bởi vì đây vẫn chỉ là suy đoán, trực tiếp làm thí nghiệm trên người, khẳng định là không được. Nghĩ đến đây, Tần Phong nhìn ra ngoài đại sảnh, cho tuyết đang bay lất phất kia, thử một chút. Mọi người thấy động tác của hắn, đều kinh hãi. Cho tuyết này không phải là thứ tốt lành gì, nhưng ngay lúc nhị nương muốn lên tiếng ngăn cản, lão gia mở miệng cắt ngang, Phong Nhi có chừng mực, để nó đi đi. Tiếp theo chỉ thấy, đầu ngón tay của Tần Phong ngưng tụ bạch tất. Hắn cẩn thận đưa bạch tất dài một thước ra, chạm vào tro tuyết tro tuyết kia lại tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ trong vài nhịp thở liền biến mất không còn dấu vết quả nhiên là vậy tần phong kích động hô lên một tiếng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha